Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người con Thái Bình, nhất là những người xa xứ, họ luôn nhớ về một loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo của quê hương là hát chèo. Sự góp mặt của chèo ở phương xa đã đưa những người cùng xứ sở gần nhau hơn. Qua phóng sự sau, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bà Hoàng Thị Dư, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, người đã có công mang chèo Thái Bình giới thiệu với bạn bè thế giới. Nhóm phóng viên của chúng tôi ghé thăm chị Hoàng Thị Dư vào một ngày cuối năm. Dù khá bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình, nhưng chị vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi. Bởi với chị, được trò chuyện và nói về niềm đam mê chèo của mình cũng là cách để chị vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, nhất là vào dịp Tết đến xuân về. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại vùng quê Thái Bình, một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống. Vì thế, tình yêu với những giá trị văn hóa Việt cứ chảy mãi trong chị Hoàng Thị Dư, dù giờ đây người phụ nữ này đang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mặc dù vẫn bận bịu lo toan cuộc sống mưu sinh hàng ngày nơi đất khách quê người, song niềm đam mê nghệ thuật và nỗi nhớ quê hương đất nước trong người phụ nữ này không lúc nào nguôi. Đó chính là động lực để chị sáng tác ra những bài hát dân ca trữ tình, soạn lời cho những làn điệu chèo nói về tình cha tình mẹ, về quê hương đất nước. Nhiều ca khúc viết về nỗi nhớ quê hương, nhớ miền quê Thái Bình, nơi gắn liền với tuổi thơ do chị viết, giờ đã được biết đến rộng rãi, để lại ấn tượng tốt đẹp không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn cả những người dân Đức. Khi nỗi nhớ lên cao thì vang vọng trong tôi những làn điệu dân ca, những làn điệu chèo truyền thống của quê hương Thái Bình. Từ đó thúc đẩy tôi sáng tác. Với những hoạt động cộng đồng của người Việt tại Đức, chị Dư cũng luôn nhiệt tình tham gia với trách nhiệm cao. Chị thường xuyên truyền tải những kinh nghiệm mà mình có được cho nhiều bạn trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Đặc biệt, chị cũng dành phần lớn thời gian tổ chức và hướng dẫn cho đội văn nghệ gồm các thế hệ của Hội Đồng Hương Thái Bình tại Đức, nơi chị sinh hoạt với vai trò là trưởng ban văn nghệ. Đối với thế hệ trẻ, đối với những con cháu được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tôi cũng mong muốn các cháu hướng về quê hương qua âm nhạc dân tộc. Đây là một việc làm rất khó, đòi hỏi rất nhiều tâm sức của cả cộng đồng. Nhưng bước đầu cũng đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ như là ủng hộ. Với những nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt, cuối năm 2017, chị Dư đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trao tặng kỷ niệm chương, một món quà mà theo chị là vô giá. Một mùa xuân nữa đang về, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng với những con người đất Việt xa xứ như chị Dư, chắc chắn văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ tiếp tục được lưu giữ cho những thế hệ mai sau, dù có ở phương trời nào.